trong dòng phân khúc khá là cao cấp. Dòng mic này các bác có thể làm được sự kiện và dùng gia đình thì cực kỳ hay luôn. Dòng này trước em bán khá là nhiều, sóng con này rất ổn định và đặc biệt là cái chất âm của dòng mic bãi này tiếng cực kỳ là dày. Đây dòng Tenetion. Đây. Của nó là thương hiệu Tenetion, một thương hiệu khá là nổi tiếng. Về dòng mic nhá. Đây tất cả đây, có nhìn xem nội thất mặt của nó, hàng tất cả còn rất đẹp. Tất cả hàng còn rất đẹp, có rất nhiều các phím chức năng này, khóa này, xét tần số này, to nhỏ này. Đấy. Xét tần số to nhỏ đây. Đầy đủ các chức năng của nó và cái này nó ăn ten đằng trước. Cái anten của nó đặt đằng trước nên là sóng con này rất ổn định. Nên các bác làm sự kiện, làm show hoặc dùng gia đình dòng này cực kỳ hay. Khẳng định có là cực kỳ hay luôn. Đây đằng sau của nó thì nó sẽ có lỗ cắm nguồn này và lỗ giăng 6 ly đây. Giăng nguồn và giăng 6 ly. Đấy khi mua hàng với em sẽ tặng đầy đủ dây giác phụ kiện cho các bác, không thiếu một cái gì. Còn em cam kết cho các bác là xe hơi hay hơn thì cái dòng Mixua hàng mới rất nhiều luôn. Rất nhiều luôn, về chất âm hay hơn rất nhiều so với dòng Mixua UGX 21, 22, 23 trên thị trường rất nhiều. Nên là các bác hãy lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Còn các bác theo dõi video của bác lại kênh âm thanh Tín Vân Sim 19 nhá. Các bác theo dõi video của bác lại kênh âm thanh Tín Vân Sim 19 và nhớ đăng ký kênh màu đỏ bên dưới cho em nhá. Con xem qua cái nội thất của cái đầu thu mic này nhá. Các bác cùng cho em xem nhìn qua cái nội thất đầu thu này, bốn ống sóng này. Nên là sóng này rất ổn định luôn và có nhìn đầu thu này. Cái vỉ mạch của nó thì các bác yên tâm là không chê đâu được. Vỉ đỏ, tay cũng vỉ đỏ luôn. Khẳng định các bác là không chê đâu được về cái dòng mic này. Trong cái tầm giá nó phải ngang ngửa với dòng BBS. Con này em đánh giá nó ngang ngửa với một vòng phân khúc của GVS luôn, một vài model của BBS. Về tiếng độ dày và độ bay tiếng của dòng này, em đã test rồi. Độ dày và độ bay tiếng của này cực kỳ hay luôn. Đấy các bác có thể thấy nhá. Hàng này tất cả sẽ bao zin bao đẹp cho các bác 100% như này. Rất đáng đồng tiền luôn. Dòng mic Tenetion nhá. Còn đây là toàn bộ tay mic của nó này. Tay 100% là sơn zin nguyên bản. Có quyền như này, tay 100% sơn zin bản. Tay còn khá đẹp. Nói chung thì hàng bãi không thể tránh được cái vài vết xước sát này đâu. Không thể tránh được vài cái vết xước sát này. Được chưa? Nhưng mà tay nhìn chung, có nhìn tay này còn rất đẹp như này. Đấy và cái đặc biệt cái tay bác cầm nó hát rất là nặng. Nó rất là trông nó rất là chắc chắn, nó không như mấy cái dòng hàng mới hàng nhái của Sua đâu. Cầm một tay mic rất là chắc chắn luôn. Rồi các bác theo dõi video của bác lại cho kênh âm thanh Tín Vân Sim 19 nhá. Cho em Sim 19 và nhớ đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Hàng còn rất đẹp cho các bác như này nhá. Số lượng thì em không có nhiều. Em nhắc lại các bác là số lượng em không có nhiều. Nên các bác là thực sự muốn sở hữu cái dòng mic mà nó cao cấp như này thì hãy liên hệ ngay cho em nhé. Không có nhiều đâu. Đây. Đây là côn mic này. Bác nhìn này, côn này. Côn này là dòng côn từ leo. Côn này nếu bác nào để ý trên dòng BBS, nó có nhiều đời dùng sử dụng cái côn từ leo này. Tiếng này cực kỳ là ấm và dày. Đấy, mua mic quan trọng là tiếng nó phải dày, hát phải bay tiếng. Cực kỳ hay luôn. Dòng này thì có yên tâm về chất lượng của nó. Thì em xin báo giá các bác nhé, giá bộ mic này có giá là 2.100.000 em bao ship. 2.100.000 em bao ship. Trong cái tầm giá 2.100.000 em thực sự các bác đừng nên mua những cái dòng UGX làm cái gì cả. Em cam kết các bác chất âm dòng này hay hơn dòng UGX rất nhiều, kể cả từ sóng đến chất âm dòng này. Cực kỳ hay luôn. 2.100.000 một bộ em bao ship nhá. 2.100.000 em bao ship tặng đầy đủ dây giác phụ kiện cho các bác. Đấy. Rồi em cùng test qua nghe chất âm của cái dòng mic này nhá, Tenetion này nhá. Để bác nghe là cái chất lượng của dòng mic Tenetion nó hay như nào nhá. A D 1 2 3 4 5 6 7 2 A D 1 2 3 4 5 6 7 2 A D 1 2 3 4 5 6 A D. Các bác nghe chất âm của cái dòng mic này nhá, bác nghe được cái tiếng mic của dòng này nhá.
Em còn nhớ con đò xưa, nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy, mùi hương cây trái chín trong vườn. Em còn nhớ núi tre làng, hàng dừa nghiêng mình đóng đưa, đường vào nhà em và tia nắng thương. Em còn nhớ mái đình xưa, ngôi trường xưa êm a giọng hát, gọi nghe bắt đường những trưa hè. Chim đổ cánh, chim xa đàn, chiều nào em chợt sáng sông, về nơi phố đông lòng anh ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ. Chất âm của cái dòng mic